Hôm nay cô sẽ dạy cho các em nhìn được một cái bức hình và nói được một câu tiếng Anh về chủ đề toys nha các em. Và chúng ta sẽ học từ vựng trước. Ok không? Rồi. Rồi, cô xin mời. Các em ơi, cái này là cái này là đồ chơi gì đây? Car. Nhưng mà có một chiếc à, nên con phải có cái gì phía trước là con phải có nha. A car. Cái từ car các em sẽ đọc như thế nào? Khạc hơi ra. Ok. Rồi, R. R. R mình kéo dài cái chữ R ra giùm cô nha. Rồi, đọc theo cô nè. Car. Đọc cho cô con diều. Kite. Ai. Đọc giùm cô. A kite. Sau lưng cô là đồ chơi gì đây? Máy bay. Yes, máy bay. Bao nhiêu chiếc máy bay? Ba chiếc máy bay. Thấy mình có không các em? Không. Tại vì số nhiều thì mình không có các em ha. Bây giờ nếu mà một chiếc máy bay thì là mình là a planes. Còn nhiều chiếc máy bay thì mình không có nữa. Mà mình thấy thì sao nè? Mình thấy là mình phải thêm s ở phía sau danh từ. Phía sau lưng cô là ba chiếc máy bay nên mình sẽ thêm s. Mình đọc là planes. A n plane plane. Ok, và nhiều chiếc máy bay thêm s vào thì các em xì ra thêm cho cô âm z nữa. Cô mời cả lớp nha. Planes. Một chiếc xe lửa là gì các em? Yes, một chiếc xe lửa chúng ta có a trains. A train. Nhiều chiếc xe lửa thì mình sẽ có là trains. Mình không có mình thêm s vào phía sau danh từ nha. Tr. A tray. No train. Số nhiều thì các em xì ram z giùm cô ha. Rồi đọc giùm cô nè. Trains. Rồi, bây giờ phía sau lưng cô là bạn Lucy và bạn bạn Tony. Hai bạn này nói chuyện với nhau. Các em hãy xem bạn Lucy nói cái gì nè. My brother has a car. Tony mới nói, wow, I like cars. Các em hiểu không? Em trai của tôi có một chiếc xe hơi. Là lời Lucy nói khoe với bạn Tony. Tony nói, wow, tôi rất thích xe hơi. Các em ơi, khi mà mình nói mình thích đồ chơi gì nói chung, mình thích cái gì nói chung, thì những cái mình thích đó, các em sẽ nói ở số nhiều nha. Mình sẽ không nói I like a car, mà mình nói là I like cars. Thế các em hãy nhìn vào câu My brother has a car. Tôi có một chiếc xe hơi. Thế chủ ngữ là cái phần đầu tiên của câu đó là gì? Chúng ta có my brother là chủ ngữ, động từ has. My brother là bằng với he phải không các em? Chúng ta có has có nghĩa là gì nè? Has là động từ. Trong tiếng Anh lúc nào cũng phải có động từ để cho biết chủ từ làm cái gì. Chủ từ là em trai của tôi làm gì? Là nó có một chiếc xe hơi. Yes. Khi mà chủ ngữ là he, she với it thì động từ have nó phải biến thành động từ has. Ok không? Các em đọc lại theo cô nha. Cái điểm này rất là quan trọng. Hạ cảm xuống hờ a ha. The has. He has. Anh ấy có. Has. She has. Cô ấy có. She cong lưỡi lên. She has. Theo cô. It has. Thế my brother thì mình không có nói là my brother have, mà mình nói là my brother has. My brother là chủ ngữ phải không? My brother của mình làm gì? My brother của mình có has. Nó kết thúc bằng âm z nên thành ra mình nói nhanh nha các em, mình sẽ nói cái chữ z này qua chữ ờ luôn, các em sẽ nghe là has. Các em đọc theo câu has. My brother has a car. Yes. Lúc mình nói nhanh thì cái chữ has nó sẽ đi nhanh,
Ha, à, brother, nhớ đưa lưỡi chữ the để các em nói nó nhẹ nha. Yes, my brother has a car. Mình nhấn mạnh chỗ cái chữ đồ chơi giùm cô. My brother has a car. Các em đọc theo cô. My brother has a car. Wow, I like cars. Nhớ là khi mình nói mình thích cái gì đó thì mình sẽ sử dụng danh từ số nhiều. Tương tự như vậy, bạn Tony nói lại, oh, my sister has two dolls. Chúng ta có búp bê là dolls, hai con dolls. Yeah, so my sister là she, phải không các em? Nên mình sẽ không nói là my sister have, mà là my sister has. My sister has two dolls. Wow, I like dolls. Các em còn nhớ từ con búp bê đọc là sao không? Các em đọc dùm cô. Door kéo dài là door. Rồi chữ L cuối thì mình đáp cái chữ L lên để mình nói ồ dùm cô. Doll. Doll. Yes. Cái này sâu nhiều đọc âm Z dùm cô. Vẫn kéo dài âm O và vẫn ồ âm L. Dolls. Để nói được một câu thì mình sẽ bắt đầu với một chủ ngữ. Chủ ngữ là người hoặc là vật chúng ta thấy. Yes. Chúng ta thấy ai thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái người đó, hoặc là chúng ta sẽ bắt đầu với cái vật đó, được không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu với một động từ. Tại vì chúng ta thấy là trong tiếng Anh á, chúng ta sẽ cho biết ha, chủ từ là gì hoặc chủ từ làm gì. Nếu là gì như thế nào ở đâu các em dùng động từ to be. Còn nếu mà làm gì gây ra hành động thì các em dùng động từ. Ở đây là mình có động từ cô mới dạy là động từ có đấy phải không? Yes. Bây giờ các em hãy cho cô biết nhìn tấm hình này nói Mary có một chiếc xe hơi. Các em sẽ nói như thế nào? Mình thấy người thì mình thấy người mà là nữ thì mình dùng she. Nhưng mà bây giờ mình thấy Mary thì mình ghi Mary liền. Rồi Mary nó làm sao? Nó có. À, có động từ have. Nhưng mà đây là Mary thì là has. Có mấy chiếc xe? Một chiếc xe hơi. Đầu câu viết hoa, danh từ riêng viết hoa. Và cuối câu chấm câu nha các em. Mary has a car. Mary has a car. She has a car. Bạn này tên là Lucy. Lucy có một con diều. Cô ấy có một con diều. Thì chúng ta sẽ có câu như thế nào? Lucy has a kite. Hoặc là Lucy chính là nữ. She has a kite. Linh có máy bay. Một, hai chiếc máy bay. Linh có hai chiếc máy bay. Cô ấy có hai chiếc máy bay. Thì các em sẽ nói được như thế nào? Linh has two planes. Planes. Linh hoặc là she has two planes. Ok chưa? Rồi bây giờ bạn này tên Mai. Mai có hai chiếc xe lửa. Cô ấy có hai chiếc xe lửa. Linh has hoặc là she has two trains. Trains. Tiếp theo mình sẽ không có nói là bạn ấy, cô ấy có, mà mình nói hai người có. À, mấy người? Hai người. Hai người trở lên thì mình không có dùng là he hay là she rồi. Mình dùng là they. Đây là họ. À, đây vừa là chỉ người, họ. Còn vừa chỉ là chúng nó. Nếu mà vật á các em, nếu em phát âm từ they, em nhớ đưa lưỡi ra nha. They. Là quay lại trở về là have. Và các em nhớ như vậy không cô? They have. Chúng ta học thêm từ vựng về đồ chơi nha các em. Các em đọc theo câu drugs. Drugs. Một chiếc xe buýt thì tiếng Anh mình là cái gì? A bus. Và nhiều chiếc xe buýt là các em thêm es giùm cô ha, thêm es nha. Thêm es nha, các em đọc giùm cô hai tiếng buses. Đọc giùm cô buses. Yes. Chúng ta có một con tàu là a ship. Đúng không? Y ngắn là đọc ngắn giùm cô. E. Sờ công lưỡi lên. Sờ, e, ship, ship. Đọc giùm cô ship. Nhưng mà lúc này số nhiều mà phải không? Ba chiếc là nó nhiều rồi. Thì bây giờ mình thêm s vào sau chữ ships. À, mà tại vì tận cùng là không có rung. Phụ âm không có rung nè. Nên thành ra mình thêm s vào thì mình vẫn xì bình thường. Thì mình sẽ nghe là ps, p, của ps, 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 ps,
ships. Đọc thưa cô. Ships. Ở đây chúng ta có gấu teddy. Chúng ta có gấu là bear. Bear. Ở đây không đọc bia nha. Ta sắc ta. Dirty. Teddy. Hai tiếng. Bear. B-E bear. Số nhiều thêm S. Mình đọc ra Z giùm cô. Bears. Đọc giùm cô. Teddy bears. Chúng ta hãy xem các bạn nhỏ này nói với nhau như thế nào. Oh, nhìn kìa. Lucy and Mary have two dolls. Yes, they do. Do này có nghĩa là yes, they do. Là they have đó. Nhưng mà không lặp lại từ have. Mà yes, they do là đúng rồi, họ có. Yes, they do. Lucy and Mary. Lucy and Mary mấy người? Hai người. Hai người thì nó bằng với they, phải không? They have two dolls. They have three cars. Nhìn kia, they have three cars. Ok, mình nói là Ben và Bill có 3 chiếc xe tải thì mình sẽ nói như thế nào? Ben and Bill have 3 trucks. Ben and Bill, mình có thể thay thế bằng từ they. Ben and Bill have 3 buses. They have 3 buses. Nếu mà mình đã biết họ rồi, mình nhìn mình biết thì mình nói they, nhưng mà khi mà mình chưa biết ai thì mình phải nói tên nha. À, và nói tên số nhiều thì mình vẫn dùng đúng động từ của nó. They have 3 buses. Mary and Lucy có 2 con gấu teddy. Mary and Lucy have 2 teddy bears. They have 2 teddy bears. Mary and Lucy có 2 con búp bê. Họ có 2 con búp bê. Mary and Lucy have 2 dolls. They have 2 dolls. Cô vừa xong unit number 17. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.